chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi review cảnh tiết gơ đầu mùa tại Canada. Xin mời cả nhà cùng đón xem cuộc hành trình của mình, con đường mình đi mỗi ngày nhé. Cả nhà thấy tiết gơ trên bám trên những cái cây không? Những cái bông tiết kết hợp với những cái tán cây rất là đẹp, nhìn rất là lãng mạn, thiên nhiên cho nhân loại một cái vẻ đẹp rất là hoàn mỹ về mùa đông. Vẻ đẹp của mùa đông là cả nhà chiêm ngưỡng rất là im dịu, nhẹ nhàng, thanh tịnh, làm cho con người mình rất là trầm tĩnh và yêu thiên nhiên. Mùa đông ở Canada khí hậu rất là trong lành, dễ chịu. Mình khi mà mình ra ngoài mình chơi với thiên nhiên đó, mình enjoy với tiết đó, nó làm cho con người mình rất là thoải mái, đầu óc rất là sảng khoái, rất là thích. Đầu mùa thì chưa có lạnh lắm, nhiệt độ ngoài trời chưa có lạnh, nhưng mà khi mùa đông mà khoảng có thể dài từng vạt mưa xuống á, gió nhiều á, thì nhiệt độ nó sẽ lạnh lại. Thì bây giờ ra ngoài chơi với tiết á, rất là vui, rất là thích. Cả nhà có thấy con suối không? Con suối đó là trong khu vườn nó chảy ra ngoài đường. Tiếng suối chảy gốc gách, dạ, nghe nhẹ nhàng, rất là tĩnh lặng, rất là im tai. Những ai mà nhà thơ hay nhà sáng tác nhạc thì gặp cảnh này là xuất khẩu thành thơ. Nơi mình đang đứng quay cảnh tiết đây là thuộc về công viên của thành phố Hamilton. Thì công viên này được public là mở cho cộng đồng mỗi nơi đến để vui chơi giải trí thường ngày. Thì cảnh ở đây rất là vắng vẻ và rất là thoải mái, rộng rãi. Phía bên trong là khu rừng, còn phía ngoài là bờ hồ. Thử vừa có rừng vừa có hồ kết hợp đó. Cái chỗ này rất phù hợp cho những ai mà khám phá thiên nhiên, những gia đình đồ đi chơi dã ngoại đồ, khu vực này rất là tốt. Cả nhà có nghe tiếng suối chảy gốc gách không? Tiếng ở trong của một cái con suối nhỏ, nó ở trong khu rừng nó chảy ra bên ngoài đường, cái âm thanh rất là nhẹ nhàng thoải mái, rất là thích cái tiếng nước suối chảy.
đây là cái con đường mình thường xuyên vô đây tập thể dục. Thì hôm nay tiết xuống không có ai đi chứ, chỉ có một mình đi làm review tiết thôi. Cảnh hai bên đường mòn rất là thanh tịnh, những bông hoa tiết nó gơ trên cái tàn cây á, tạo thành giống như là hoa mà cây của tiết á, kết hợp lại những cái cành, những cái lá không còn lá nữa trên cành á, tạo ra một cái cây tiết rất là đẹp. Và vẻ đẹp của mùa đông mình không diễn tả nổi bằng ngôn từ đâu. Cái nhà quan sát thật kỹ những cái cành cây, tiếng nó bám trên tạo ra mỗi cành có cái nét đẹp rất là đặc trưng, không thể miêu tả bằng ngôn từ được. Cái xếp ở cái cành tạo ra những cái bông hoa tiết rất là đẹp, giống như hoa mà hoa chinh chờ. Cả nhà ai mà thích tiết á, muốn vui đùa chơi với tiết á, thì nên ra lựa thời điểm đầu tiên mà nhiệt độ ngoài trời chưa có lạnh á. Tại mình để càng lâu cộng với cái sức gió nhiệt độ lạnh á, mình ra ngoài chơi không có chịu nổi với cái nhiệt độ. Trong lúc này tiết rơi đầu mùa thì vẫn còn ấm áp, nhiệt độ ngoài trời còn, cho nên mình khuyên mọi người có chơi thì trong thời gian này đừng có để lâu. Đây là con đường mòn dành cho những ai mà thích đi khám phá thiên nhiên sâu vào. Ngay bên đường mòn nó có hai cái hồ nhỏ, thì mùa hè mấy cái hồ này chim chóc với vịt đồ rất là nhiều gom tụ vào mấy cái hồ nước này sinh sống. Mùa đông thì không còn thấy mấy loài vịt hay chim gì nữa. Cái hồ này rất là đẹp.
Cái hồ nhỏ này mùa hè có rất nhiều động vật săn sống, đa số là các loại chim, chim như vịt. Thỉnh thoảng mình cũng thấy mấy con chim thiên nga nữa. Phải nói là cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn tạo hóa đã cho nhân loại một vẻ đẹp rất là không diễn tả bằng ngôn từ, một vẻ đẹp rất là vi diệu, phải dùng từ là vi diệu, quá tuyệt vời. Cảm ơn mùa đông đã cho nhân loại chúng con có một bức tranh rất là hoàn mỹ. Vẻ đẹp này chỉ trong có thơ văn. Thank you.